Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 12, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip tiêu biểu đã phát trong tuần. Mở đầu chương trình là phần điểm các clip về giao thông. Trong tuần qua, ban biên tập của chương trình đã nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung, trú tại Liên Bão Tiên Du, Bắc Ninh, về việc hai chiếc xe khách của công ty cổ phần xe khách Bắc Giang kéo nhau trên quốc lộ 1A, dù lúc đó trên xe vẫn còn rất đông hành khách. Do chỉ được buộc với nhau bằng một sợi dây dù nên chiếc xe khách được kéo hết lắc sang phải rồi lại lắc sang trái, khiến người đi đường không khỏi hoảng sợ, đều tránh thật xa. Khán giả Nguyễn Văn Hạnh có số điện thoại 0121 với 3 số cuối là 876 đã gửi đến chương trình một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe chở quá tải vẫn ngang nhiên chạy qua trạm cân dầu Dây. Theo khán giả này, thì chiêu được các lái xe thường xuyên sử dụng để qua mắt cơ quan chức năng, đó là cho xe chạy thật chậm qua bàn cân. Nhờ vậy, cân sẽ không nổi số. Thế nên, giao thông tại hai đầu trạm cân dầu Dây luôn rơi vào tình trạng ách tắc. Khán giả Đinh Văn Luyện có số điện thoại 0169 với 3 số cuối là 116 lại gửi đến chương trình một đoạn clip phản ánh về tình trạng trâu bò được thả rông trên quốc lộ 21B gây cản trở giao thông. Khán giả Đinh Văn Luyện còn cho biết thêm, hiện đang là sau vụ gặt nên tình trạng trâu bò được thả rông là khá phổ biến tại nông thôn. Chương trình cũng đã nhận được phản ánh của khán giả Nguyên Hồng, trú tại Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội về việc nhiều người dân ở thị xã Sơn Tây chiếm dụng lòng đường làm nơi phơi sắn, ảnh hưởng tới việc lưu thông của xe cộ. Khán giả Lưu Quốc Trí, trú tại Hoài Ân, Bình Định lại phản ánh về việc mất trật tự giao thông tại hầu hết các chợ trên địa bàn huyện Hoài Ân. Anh Trí cho biết, mặc dù tại các chợ đều có quy hoạch khu vực để xe, tuy nhiên rất nhiều người dân đi chợ đã để xe ngay ở rìa đường, thậm chí là tràn xuống cả lòng đường gây cản trở giao thông. Khán giả Trần Xuân Cường, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội phản ánh về tình trạng lưu thông ngược chiều xảy ra phổ biến trên đường Lê Văn Lương trong thời gian gần đây. Còn khán giả Hoàng Ninh lại phản ánh về tình trạng thiếu biển báo giao thông trên quốc lộ 20 gây khó khăn cho người đi đường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Đoạn clip này được quay lại vào sáng ngày 14 tháng 12 vừa qua trên quốc lộ 1A, đoạn từ khu công nghiệp Tiên Sơn đến quốc lộ 5 theo hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội. Một chiếc xe khách loại 35 chỗ đang kéo theo một chiếc xe khách 29 chỗ. Hai chiếc xe chỉ được nối với nhau bằng một sợi dây dù. Chiếc xe khách phía sau hết lắc sang trái lại lắc sang phải. Trên cả hai xe đều có rất nhiều hành khách, tuy nhiên tất cả đều lao đi với tốc độ khá nhanh. Đây là những hình ảnh do khán giả Nguyễn Văn Hạnh cung cấp cho chương trình. Cũng như nhiều xe chở quá tải khác, chiếc xe này đang nằm sát mép đường, chờ đến lượt mình được lưu thông. Còn chiếc xe tải này đang bám sát giải phân cách đi vào làn đường dành cho xe khách. Khi đến gần khu vực bản cân, nó sẽ giảm tốc độ và bò qua bản cân cảm ứng để cân này không nổi số. Đoạn clip này được ghi lại vào ngày 16 tháng 12 vừa qua trên quốc lộ 21B. Một đàn bò gần 20 con không có người chăn thả, đi lại nghênh ngang trên đường. Hầu hết các phương tiện qua đây đều phải giảm tốc độ, chờ chúng đi qua để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
đường tránh quốc lộ 32, đoạn rẽ vào Đền Và và trường Hữu Nghị 80 thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đoạn đường dài khoảng 2 km, tuy nhiên trải dài suốt gần 2 km đó là những khoang nhỏ chứa đầy sắn tươi được người dân mang ra đường phơi. Mặt đường nhựa rộng hơn 3 mét bỗng chốc thành sân làng dùng để phơi sắn tươi. Những hình ảnh này được khán giả Lưu Quốc Chí ghi lại tại chợ An Thiện, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Như hầu hết các chợ khác của huyện Hoài Ân, việc để xe của người đi chợ ở đây rất mất trật tự. Có xe lấn ra cả ngoài đường. Đây là khu vực đông dân cư nên việc để xe như vậy đã gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Ngay tại đây có một mương nước khá sâu nhưng lại không có lan can bảo vệ. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do va chạm với xe của người đi chợ rồi lao xuống mương. Những hình ảnh này được khán giả Trần Xuân Cường ghi lại trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn rẽ vào đường Thanh Bình, quận Hà Đông, Hà Nội. Lên lỏi giữa các dòng phương tiện là một số xe máy, xe đạp đi ngược chiều. Nhất là vào khung giờ cao điểm, tình trạng này rất phổ biến. Những người điều khiển phương tiện đi ngược chiều không chỉ là nam giới, phụ nữ cũng khá nhiều. Đỉnh đèo Bảo Lộc thuộc thành phố Bảo Lộc đến thị trấn Maraguoi thuộc huyện Đạo Hoài, tỉnh Lâm Đồng được sửa chữa, mở rộng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ 3 năm nay. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nếu đi suốt dọc đoạn đường này, rất hiếm thấy có biển chỉ dẫn, biển báo giao thông hay biển báo nguy hiểm ở hai bên đường. Không phải đâu. Cái đó do biểu bì không phát triển, không bám được móng. Thậm chí cột cây số thỉnh thoảng mới nhìn thấy một cái. Chỉ duy nhất đến đoạn cách chân đèo khoảng hơn 1 km mới có 3 biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm. Việc không bố trí đầy đủ biển báo trên tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, nhất là khi các phương tiện giao thông đi vào khúc cua, đoạn đèo dốc hay ban đêm khi tầm quan sát của lái xe hạn chế. Chương trình xin được chuyển sang phần điểm một số clip về môi trường và các vấn đề khác. Một khán giả giấu tên có số điện thoại 0128 với 3 số cuối là 669, phản ánh cùng chương trình về việc một số đối tượng thường mang rác thải công nghiệp ra đốt tại khu vực ven quốc lộ 39B gần khu công nghiệp Thăng Long 2. Theo khán giả này, thì việc đốt rác nêu trên xảy ra thường xuyên vào buổi tối. Rác được đốt chủ yếu là túi ni lông nên thường bốc mùi khét, rất khó chịu. Cũng liên quan đến vấn đề tiêu hủy rác gây ô nhiễm môi trường, một khán giả giấu tên khác có địa chỉ email hoamuahạ009a.vn cho biết, hầu hết rác thải trên địa bàn xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng thường được tiến hành tiêu hủy tại khu vực nghĩa trang của xã.
rác đều không được phân loại mà trực tiếp đốt nên có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, nghĩa trang lại nằm sát đường đi, việc đốt rác diễn ra vào tầm chiều tối gây cản trở tầm nhìn của người đi đường. Khán giả Ngọc Đức, một thành viên của diễn đàn autofan.net gửi về cho chương trình một đoạn clip mà camera hành trình của anh đã ghi lại được. Đó là những hình ảnh về hai đối tượng dàn cảnh móc túi người đi đường ngay trên phố lớn của Hà Nội. Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, các đối tượng này đã giả vờ đụng xe rồi khéo léo lấy đi ví của người đi đường. Khán giả Nguyễn Hữu Tuấn, trú tại xóm Thượng Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, lại gửi đến chương trình một số hình ảnh về vụ cháy xảy ra tại trung tâm thương mại 16 tầng ở Hà Tĩnh khiến một người tử vong. Anh Tuấn còn cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong siêu thị có rất đông khách hàng và khoảng 30 nhân viên đang làm việc. Phải rất khó khăn số người này mới thoát được ra ngoài. Khán giả Nguyễn Ngọc Nghĩa đã gửi đến chương trình một số hình ảnh phản ánh về việc trụ điện chính của địa phương anh nằm cách khu dân cư gần một cây số, khiến cho việc sử dụng điện của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo đó mà mười mấy năm qua, hơn 30 hộ dân ở tổ 6 thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh điện yếu, không đủ dùng. Các thiết bị điện vì thế mà không phát huy được hết công suất và nhanh hỏng hóc. Một khán giả quen thuộc đó là khán giả Hoàng Ninh, trú tại Đắk Nông tiếp tục đóng góp cùng chương trình đoạn clip cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng bình ga mini cũ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Đoạn clip này được ghi vào buổi tối ngay sát khu công nghiệp Thăng Long 2. Tối nào cũng vậy, rác công nghiệp được một số đối tượng đưa đến tập kết và đốt ngay trong ngày. Số rác này chủ yếu là túi ni lông nên bốc mùi khét lẹt. Còn đây là quang cảnh vị trí tiến hành đốt rác tối hôm trước. Một diện tích lớn cỏ ven đường bị đốt cháy. Thậm chí ngọn lửa còn cháy lan xuống ruộng ngô của người dân bỏ hoang. Đoạn clip này được ghi lại vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Khu vực rác được đốt khá rộng, khói bốc lên nghi ngút. Ngay từ xa, người đi đường đã dễ dàng nhận ra việc này vì ngọn lửa bốc khá cao và mùi khét tỏa đi theo gió. Clip này do camera hành trình ghi lại vào 18 giờ ngày 14 tháng 12 tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh, Hà Nội. Đối tượng mà hai tên trộm hướng đến là một người phụ nữ đi xe tay ga. Sau khi đi theo nạn nhân một quãng đường, đến đoạn dừng đèn đỏ, hai tên trộm tiến sát đến nạn nhân chuẩn bị hành động. Một tên đi xe máy không biển số đã giả vờ va chạm vào xe máy, khiến nạn nhân nghiêng người chống chân xuống đường, mất cảnh giác. Đúng lúc đó, tên trộm còn lại thò tay vào túi quần sau và móc ví của nạn nhân. Ngay sau đó, cả hai tên trộm cùng đột ngột rẽ phải và biến mất trong dòng xe tấp nập. Khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 12, một cột khói bốc lên nghi ngút bao trùm tổ hợp văn phòng, khách sạn, siêu thị cao 16 tầng tại số 1 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Đứng từ xa cũng đã có thể nhìn thấy cột khói cao, cùng với đó là lửa bốc cháy dữ dội. Hàng trăm người có mặt ở tòa nhà nháo nhào thoát hiểm bằng cầu thang bộ, gây ra cảnh hỗn loạn.
nhiều người sợ hãi đã chạy lên các tầng cao hơn của tòa nhà để chờ ứng cứu. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa và bộ đội dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa, không cho ngọn lửa lan sang các tầng khác, đồng thời tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân đang bị mắc kẹt trên cao ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng gần 12 giờ, sau 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế. Các mảnh kính vỡ vụn, trần thạch cao bị sập, nhiều vật dụng như bàn ghế, điều hòa, quạt điện bị lửa đốt thành than. Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên tuyến đường Phan Đình Phùng bị tắc nghẽn cục bộ. Đây là trụ điện chính mà khán giả Nguyễn Ngọc Nghĩa nói tới. Cả thôn Thái Đông dùng chung trong hai công tơ cổng được bắt trên trụ chính. Trụ điện này nằm cách khu dân cư tổ 6, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam gần 1 cây số. Để có điện, người dân phải tự chung tiền và nhân lực để đúc trụ bê tông, mua dây điện kéo điện về thôn. Nhiều chỗ người dân dựng cây, gỗ, chống dây điện như thế này. Đây là những vật dụng không thể thiếu trong những bữa tiệc tại phần lớn các gia đình ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Những chiếc bình ga mini cũ mềm, hoen rỉ lẫn với những chiếc bình ga mới. Còn đây là những chiếc bếp khá cũ với tần suất sử dụng liên tục. Hầu hết các bình ga mini này đều được sang chiết lại để sử dụng được nhiều lần. Chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và địa chỉ email gocnhinkhansa@vtc.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong một chương trình được phát sóng cách đây không lâu, chúng tôi có phát phản ánh của khán giả về việc phát hiện sinh vật lạ tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, một nhóm các nhà khoa học từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh học đã về tận địa phương để nghiên cứu xác minh. Sau một thời gian nghiên cứu thì các nhà khoa học đã khẳng định loài sinh vật lạ mà người dân nơi đây lo lắng trong suốt thời gian qua chỉ là một loài thuộc ngành giun dẹp, lớp sán lông. Hiện tại đây là loài mới được phát hiện tại Việt Nam, vẫn chưa được nghiên cứu. Loài này có tập tính sống tự do trong đất, có khả năng sinh sản cao, chiều dài cơ thể từ 4 đến 30cm nên mắt thường có thể dễ dàng nhận biết. Giữa mặt bụng của chúng là lỗ miệng. Cơ thể loài này đối xứng hai bên, phân hóa thành đầu, đuôi, lưng, bụng, thích hợp với lối sống bơi hay bò định hướng. Những loại giun ký sinh thường gây hại, tuy nhiên thì ngành giun dẹp này sống ở dưới đất nên không có khả năng gây hại cho con người. Nếu muốn tiêu diệt loại sinh vật này, chỉ cần dùng nước vôi pha loãng hoặc hóa chất đổ vào nơi chúng sinh sống. Khán giả từ số điện thoại 0168 với 3 số cuối là 745 cho biết, hiện nay tại Bệnh viện Nhi Trung ương xảy ra tình trạng bảo kê taxi. Một số đối tượng xấu đứng chặn không cho người nhà bệnh nhân gọi xe taxi từ bên ngoài vào, mà phải đi xe của chúng với giá đắt hơn so với các loại xe taxi chính hãng. Khi người dân báo bảo vệ của bệnh viện nhớ can thiệp, còn bị chúng đe dọa đánh, đề nghị cơ quan chức năng địa phương sớm kiểm tra làm rõ và xử lý nếu có.
quý vị, còn bây giờ để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên kênh VTC14, Góc nhìn khán giả xin được dành một phần thời lượng của chương trình để điểm qua một số chương trình đã và sẽ được phát sóng trên kênh VTC14. Trước hết là một số chương trình tiêu biểu đã được phát sóng từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12. Năm 2012, cả nước chứng kiến thêm những ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng doanh nghiệp phá sản ngừng hoạt động cao gấp 10 lần của những năm về trước. Những tác động từ thực trạng nêu trên đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc hoạt động cầm chừng, kéo theo đó là hàng triệu công nhân thất nghiệp. Những bất ổn tồn tại nhiều năm qua trong nội tại nền kinh tế tiếp tục bộc lộ. Bên cạnh những khu công nghiệp bỏ hoang là những gia đình nông dân thiếu đất sản xuất. Nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Điều này không chỉ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn đe dọa việc đảm bảo an sinh xã hội cho các địa phương. Nhiều vùng đất có các khu công nghiệp lại đứng trước nguy cơ tái nghèo. Đó là nội dung chính mà chương trình Cận cảnh tuần qua với chủ đề Tái nghèo vì khủng hoảng kinh tế đã gửi tới quý vị và các bạn. Những năm gần đây, rất nhiều nhóm tình nguyện đã được thành lập với mục đích hướng tới cộng đồng. Đa phần những nhóm tình nguyện này do các bạn sinh viên, các bạn trẻ lập nên với những mục tiêu hoạt động rất rõ ràng, hiệu quả. Sự nhiệt tình của những bạn trẻ này đã giúp đỡ được nhiều em nhỏ, người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn. Đây cũng là dịp để những người trẻ tạm dứt khỏi cuộc sống sôi động, vội vã của thành phố để trở về với cuộc sống chậm, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Bộ phim tài liệu với tựa đề Khi người trẻ làm tình nguyện phát sóng vào 20h35 phút ngày 23 tháng 12 trên sóng VTC14 là hành trình của nhóm tình nguyện Hands Group giúp đỡ động viên mang đến niềm vui của trẻ em và người dân vùng cao vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Hoàng Văn Phương, chủ hộ. Nhà có... Hôm nay là cũng lên đây tặng... Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ phát trong tuần tới trên kênh VTC14. Thuốc giả, thuốc nhái ngày càng phổ biến trên thị trường. Ở nước ta, lượng thuốc giả bị phát hiện hàng năm đang có chiều hướng tăng mạnh. Thuốc giả không chỉ được phát hiện tại nhiều nhà thuốc tư nhân, dược liệu nhỏ lẻ mà đã thâm nhập vào các chuỗi cung ứng hợp pháp. Thực trạng này đang gây ra những thiệt hại rất lớn cho người sử dụng về mặt sức khỏe và kinh tế. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Cận cảnh được phát sóng vào 20h35 phút ngày 24 tháng 12 với tựa đề Thuốc giả hiểm họa thật. Quảng Bình là một trong những tỉnh có đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ khá hùng hậu trên cả nước. Tính về số lượng, có lẽ Quảng Bình chỉ đứng sau Phú Yên. Điều đặc biệt là phần lớn các đội tàu đánh bắt xa bờ của Quảng Bình đều hoạt động chủ yếu trên ngư trường Hoàng Sa.
Nơi đây ngư dân luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, xa các trung tâm cứu hộ như trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực, xa các đồn biên phòng nơi được coi là điểm tựa tinh thần của ngư dân. Đây lại là khu vực hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều trận bão lớn. Hơn nữa, Hoàng Sa cũng là vùng biển thường xuyên có những tàu lạ xâm nhập, tranh giành ngư trường khai thác. Trong khi phần lớn tàu của ngư dân nước ta là loại tàu gỗ, sức chịu đựng sóng gió, chịu đựng sự va đập kém. Trước điều kiện khó khăn cả về vật chất và tinh thần của ngư dân, từ năm 2010, tỉnh Quảng Bình đã khuyến khích ngư dân bám biển bằng cách nhân rộng mô hình thành lập các tổ đội ngư dân đoàn kết, phòng tránh thiên tai trên biển, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Chương trình Sống chung với lũ tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về mô hình này. Trong thảm họa kép xảy ra vào tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản, thành phố Kamachi thuộc đông bắc nước này đã bị sóng thần nuốt chửng hơn 300 cửa tiệm và nhà máy. Toàn bộ thành phố dường như tê liệt, nhiều người dân trở nên trắng tay. Trong số họ có không ít người nhận được lời mời của người thân chuyển đến thành phố mới sinh sống. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối, ở lại bám trụ thành phố đã tan hoang với mong muốn vực lại kinh tế, thổi vào nơi đây một sức sống mới. Trong chương trình phim tài liệu nước ngoài tuần tới, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người dân thành phố Kamachi. Họ có thể là những người thợ, những người kinh doanh, song tất cả đều là những con người kiên cường và bất khuất trước khó khăn. Quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạch Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.